Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh ngắm cảnh đồng hoa nở rực sẵn sàng đón Tết. Thành phố Hồ Chí Minh triển lãm 11 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Thu giữ trên 1 tấn mất bẩn chuẩn bị tuồn ra chợ Tết tại Đà Lạt. Thu hẹp khoảng cách, giảm bất bình đẳng ở Việt Nam. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải Người Phụ Nữ của năm 2016. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những phụ nữ xuất sắc đã có những đóng góp tốt đẹp cho xã hội Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Trải qua các vòng bầu chọn trên nhiều lĩnh vực, bà Đặng Ngọc Trúc, hiện là giám đốc công ty mỹ phẩm Lê Vân, được bình chọn là người phụ nữ của năm 2016. Vượt qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống sau 10 năm lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay nữ doanh nhân này đã tạo cho mình một vị trí đặc biệt trong ngành làm đẹp. Danh hiệu người phụ nữ của năm do khán giả bình chọn thuộc về danh hài Việt Hương, người đã làm say mê nhiều khán giả mỗi khi chỉ bước lên sân khấu với nhiều vai tương tác hấp dẫn. Ngoài ra, giải thưởng năm nay còn trao nhiều danh hiệu như người phụ nữ tôn vinh nhan sắc Việt, nghệ sĩ ấn tượng năm 2016, người phụ nữ tài sắc, doanh nhân nữ tài năng. Hiện nay, nông dân tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện mô hình trồng gừng và làm mứt gừng để bán trong dịp Tết. Do không phụ thuộc vào thương lái nên thu nhập của người nông dân cao hơn nhiều so với những năm trước. Những ngày này, gia đình anh Phạm Văn Chúng và nhiều hộ gia đình ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi luôn tất bật với mùa thu hoạch gừng Tết. Thay vì bán toàn bộ gừng cho các thương lái đưa ra thị trường dịp Tết, thì anh Chúng và nhiều hộ dân trong vùng tự học cách làm mứt gừng truyền thống để bán Tết. Mỗi kg mứt gừng thành phẩm được bán với giá từ 90 đến 110 nghìn đồng 1 kg. Với năng suất 500 kg củ tươi, sau khi được chế biến thành mứt, người trồng gừng thu nhập hơn 40 triệu đồng một sào, cao gấp 3 lần so với bán củ gừng tươi. Lựa chọn cây gừng đưa vào thâm canh trên đất gò đồi bạc màu, kết hợp với nghề làm mứt truyền thống, được coi là cách làm năng động. Nông dân trồng gừng ở Quảng Ngãi đang khẩn trương thu hoạch gừng, tiếp tục làm mứt gừng truyền thống cung ứng ra thị trường dịp Tết để kiếm thêm thu nhập. Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng các đơn vị xây dựng mô hình trồng hoa lily thương phẩm tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Sau 3 tháng xuống giống và tuân thủ quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, hơn 5.000 củ giống đã và đang đem lại những kết quả khả quan. Chi phí ban đầu cho mỗi chậu hoa lily khoảng 150.000 đồng. Sau 3 tháng xuất bán ra thị trường từ 300 đến 350.000 đồng một chậu. Đến thời điểm này, hơn 1.000 chậu hoa lily được trồng thử nghiệm tại đây đã ra đủ điều và sẵn sàng trở đúng dịp Tết Nguyên Đán. Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 10.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Hà Nam, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai, Ninh Thuận, Đắk Nông, Kon Tum. Riêng tỉnh Quảng Ngãi được xuất cấp hơn 2.400 tấn cứu đói do dịch bệnh và cứu đói do mưa lũ trong năm vừa qua. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh nêu trên tiếp nhận và xử lý số gạo được cấp đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Dịp Tết Nguyên Đán 2016, người dân Quảng Ngãi đã rất bức xúc trước việc các hãng xe taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh phục vụ yếu kém và từ chối vận chuyển khách đi cửa đi ngắn. Để tránh tình trạng trên, năm nay, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi đã ra quy định nghiêm cấm các hãng xe taxi từ chối đưa đón khách ở cửa đi ngắn, yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định về giá, phục vụ hành khách với thái độ văn minh, lịch sự, tạo điều kiện cho người dân đi lại hoặc gặp vấn đề về dịch vụ, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng 0973 709 988 để xử lý nghiêm các hãng xe vi phạm. Chuyển sang một vấn đề khác cũng đang là thời sự. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán đang cận kề, là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nên nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ làm việc bán thời gian rất lớn. Việc làm cho người lao động vô cùng đa dạng với nhiều mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, những người có nhu cầu tìm việc cũng cần phải hết sức cẩn trọng trước các thông tin tuyển dụng. Biết được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao, nhiều người đã tranh thủ ứng tuyển vào các vị trí làm việc bán thời gian để kiếm thêm một khoản thu nhập tiêu Tết. Tuy nhiên, không ít người đã sập bẫy của các trung tâm trang mạng môi giới việc làm bởi những vị trí việc làm hấp dẫn, mức lương cao. Có một số nơi thì có yêu cầu người lao động nộp phí. À, mức phí thường thường là có lần em đi là em họ đòi là 250.000 và giới thiệu một công việc thời vụ. Nhưng mà bao giờ họ đưa ra cái mức ở cái công việc thời vụ ấy thì họ giới thiệu là công việc cũng là mức lương rất cao nên lúc đầu là mình ấy. Nhưng mà mình về mình xem để mình là xem xét lại thì mình thấy cái công việc ở trên mạng đấy là cái qua đấy thì mình không thấy cái thông tin đó là không chính xác. Trong khi đó, tại sàn giao dịch việc làm Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, chỉ trong ngày 10 tháng 1,
đã có trên 300 chỉ tiêu tuyển dụng lao động thời vụ bán thời gian. Ngược lại với mong muốn và nhu cầu của đơn vị tuyển dụng, số người đến ứng tuyển lại rất ít. Thực tế, nhu cầu tìm việc làm thời vụ của người lao động, nhất là các bạn sinh viên khá cao. Tuy nhiên, hiện có nhiều trung tâm môi giới và trang mạng giới thiệu việc làm, nên người lao động có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, cần cẩn trọng trước các thông tin việc làm hấp dẫn, thu nhập cao. Nếu người lao động thực sự có nhu cầu tìm việc trong dịp Tết, cần đến các đơn vị dịch vụ việc làm uy tín để tránh sập bẫy lừa đảo. Chỉ chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhiều làng hoa trong khắp thành phố đã đua nhau khoe sắc, tưng bừng chào xuân. Tại quận 12, các hộ dân ai ai cũng bận rộn chăm chút hoa, sẵn sàng xuất hoa cho thương lái. Tại làng hoa đường Lê Thị Riêng, quận 12, đa số các loại hoa đang bắt đầu bung cánh, sẵn sàng cung ứng ra thị trường Tết Đinh Dậu. Hiện nay, hoa dừa nước, màu gà và hướng dương đã nở đều rực rỡ. Trong khi đó, hoa cúc, dạ yên thảo, nụ hoa chỉ vừa mới e ấp hé lộ. Thì năm nay thì mưa nhiều mà còn chỗ này vùng cao đâm hoa lở thì cũng giảm được. Thì năm nay thì đón Tết thì anh thấy cũng vui, là cái thấy hoa lở là mừng rồi. Mặc dù khí hậu năm nay không được thuận lợi, nhưng đa số ruộng hoa của bà con nông dân nơi đây đều nở đúng hẹn. Được biết, ngoài các thương lái, khách mua lẻ nhiều nơi cũng đã bắt đầu đến mua hoa trưng Tết. Càng gần sát Tết, tất cả các hộ dân trồng hoa tại đây dồn hết công sức vào việc chăm bón tỉa tót lần cuối trước khi giao bán ra thị trường. Ai cũng trong tâm trạng hồ hởi, vui vẻ vì hoa nở đều, dự báo một mùa xuân an lành, hạnh phúc trọn vẹn đang đến gần. Trước tình trạng các trục đường ra vào khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất quá tải, thường xuyên xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và hoạt động của sân bay. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó có đề nghị tăng các chuyến bay đêm để tránh kẹt xe và giảm tải. Cụ thể là tăng cường các chuyến bay đêm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng và hạn chế tăng các chuyến bay vào ban ngày từ 6 giờ đến 22 giờ, nhất là trong dịp Tết. Tối 13 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm ảnh 11 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO vinh danh. Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và các nhà nghiên cứu văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng làm nên giá trị của những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, được trích từ cuốn sách ảnh của tác giả Huyền Á, một chiếc ảnh gia luôn trăn trở với những di sản quý báu của dân tộc. Những bức ảnh ghi lại hành trình dài của tác giả từ vùng Trung du với những làn điệu hát xoan truyền thống đến vùng quê Kinh Bắc với các làn điệu ca trù sâu thẳm, hay không gian văn hóa cồng chiêng đồ sộ của Tây Nguyên và cả nghệ thuật đơn ca tài tử, món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Nam Bộ. Triển lãm đã mở ra cho người xem một kho tàng kiến thức khổng lồ về các loại hình văn hóa độc đáo của nước ta, là tài sản quý giá cần phải được giữ gìn và lưu truyền, đặc biệt trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại ngày nay. Triển lãm kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 1. Đến hẹn, cứ vào cao điểm vào thời gian giáp Tết, không khí làm tranh tín ngưỡng ở làng Sình, Phú Mậu, Phú Giang, Thừa Thiên Huế lại khá nhộn nhịp. Tranh dân gian làng Sình chủ yếu phục vụ việc thờ cúng tín ngưỡng với ba thể loại chính: tranh nhân vật, tranh súc vật và tranh đồ vật, với cầu mong những điều an lành cho cuộc sống. Từ chỗ đứng trước nguy cơ mai một, hiện tại làng Sình đã có trên 70 hộ làm nghề tranh. Điều này cho thấy một làng nghề, một địa chỉ văn hóa tồn tại trên 300 năm đã từng bước hồi sinh. Không chỉ mang lại thu nhập khá cho người làm nghề, làng nghề phát triển đã giúp lưu giữ bảo tồn một nét văn hóa độc đáo. Hoa hậu của cuộc thi gà Đông Tảo Khoái Châu Hưng Yên, cuộc thi gà lớn nhất năm nay được định giá khoảng 40 triệu đồng. Thời điểm hiện tại, nhiều người đã rục rịch chuẩn bị săn hàng rực để mang lưới Tết. Trong đó không thể không kể tới nhu cầu mua gà Đông Tảo, có nguồn gốc từ xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên để làm quà tặng. Trong đó nhiều người đã đến tận nơi để xem và chọn mua gà đẹp từ cuộc thi gà Đông Tảo đẹp như thế này. Theo khảo sát, hiện gà trống Đông Tảo có giá vào khoảng từ 300 đến 500 nghìn đồng một kg đối với gà thịt. Những con thuần chủng có nhiều gen trội giống bố mẹ nhất biểu hiện ra bên ngoài giá đắt hơn. Đặc biệt đối với giống gà này, chân càng to càng xù xì thì lại càng bán được giá. Theo một số hộ nuôi gà để chuẩn bị cho đợt Tết, năm nay lượng hàng trong dân cũng khá nhiều. Hiện tại xã Đông Tảo có khoảng vài nghìn hộ nuôi lẻ tẻ giống gà này. Tuy nhiên số hộ nuôi lớn có thể đứng tên trên thị trường thì khoảng hơn 100 hộ. Tiếp theo chương trình là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 1, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa bắt quả tang bà Nguyễn Thị Vân Hồng, trú thành phố Đà Lạt, đang tàng trữ mứt hoa hồng, mứt trần bì bị hư hỏng, có xuất xứ từ Trung Quốc, chuẩn bị tuồn ra chợ Tết.
Tiến hành kiểm tra kho hàng của bà Hồng tại nhà số 210/11 đường Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, lực lượng công an phát hiện có 28 thùng mứt hoa hồng và 8 thùng mứt Trần Bì đều mang nhãn hiệu Trung Quốc. Bà Hồng khai nhận toàn bộ số mứt trên được bà thu mua từ các cơ sở trôi nổi trên thị trường tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa về Đà Lạt để tiêu thụ trên địa bàn thành phố Đà Lạt để bán trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Qua kiểm tra, phần lớn số mứt này đã hư hỏng, bị mốc và bốc mùi hôi, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Đà Lạt đã niêm phong toàn bộ số hàng trên chờ xử lý theo quy định. Cũng là thực phẩm bẩn, một cơ sở chế biến mỡ động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với số lượng lớn tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa bị Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện. Cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn này có diện tích khoảng 50m², hoạt động từ năm 2014 đến nay do vợ chồng ông Ngô Trung Hiếu, trú thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai chảo đang chế biến mỡ và khoảng 200kg mỡ bò nguyên liệu chưa chế biến được để dưới nền đất nằm sát cạnh nhà vệ sinh. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 26 bao mỡ heo thành phẩm có trọng lượng 1,5 tấn và 10 bao mỡ bò thành phẩm khoảng 600kg, 10 bao tóp mỡ khoảng 400kg đã bốc mùi hôi thối đang chờ vận chuyển đi tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng tiến hành làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan về hoạt động sản xuất chế biến mỡ động vật. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ tang vật và niêm phong cơ sở này. Đêm ngày 12 tháng 1 tại quốc lộ 1A thuộc thôn Phai Trần, khối 5 thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, công an huyện Cao Lộc đã tổ chức kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 21C00696 do lái xe Ngô Văn Tuyền, sinh năm 1989, trú tại Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên cabin có 4 thùng cát tông đều chứa pháo nổ, gồm 72 hộp pháo vàng, 1.000 quả pháo lựu đạn do Trung Quốc sản xuất, có tổng trọng lượng 168kg. Đối tượng Tuyền khai nhận lái xe chở hàng lên cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, sau đó đã qua biên giới sang Trung Quốc mua pháo nổ về quê tiêu thụ trong dịp Tết kiếm lời. Sáng ngày 14 tháng 1, đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện bắt xử lý một vụ vận chuyển trên 3.000 linh kiện xe máy không có hóa đơn chứng từ. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 47C13759 này do Trần Nhật Nam quê ở tỉnh Bình Định điều khiển và xe tải mang biển kiểm soát 47L5541 do Nguyễn Thành Trung trú ở phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển. Trên hai xe này, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện có chở một số lượng lớn 3.260 linh kiện phụ tùng xe máy các loại đến giao cho cửa hàng kinh doanh Honda Chiến ở phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột do bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Tuyết cùng các tài xế hai xe ô tô tải trên không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý. Ngày 13 tháng 1, tại tầng 5 chung cư Hà Đô, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một số cư dân ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc nên đi kiểm tra và phát hiện thùng xốp chứa thi thể một nữ sinh. Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện mùi hôi nồng nặc bốc lên tại tầng 5 của chung cư nên phá cửa phòng để kiểm tra thì phát hiện trong các thùng xốp có thi thể của cô gái tên NTTH, 15 tuổi, ngụ tầng 5 của chung cư, đang trong tình trạng phân hủy nên báo công an. Nhận được tin báo, công an phường 3 quận Gò Vấp có mặt tại hiện trường. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ án. Ghi nhận tại hiện trường, xe cứu thương đã huy động, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Đại tá Trà Văn Lào, trưởng công an quận Gò Vấp cho biết đang làm việc với nghi can vụ án là bạn học của nạn nhân. Đến rạng sáng ngày 14 tháng 1, nhiều người dân vẫn hiếu kỳ tập trung theo dõi. Sáng ngày 14 tháng 1, thi thể nạn nhân Phan Xuân Quyền, sinh năm 1993, ở xã Ea Trui bị mất tích trong vụ lật thuyền tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, đã được tìm thấy cách hiện trường vụ việc khoảng 3 km. Theo đó, vào khoảng 2 giờ 20 sáng ngày 14 tháng 1, trong lúc đi làm ngang qua khu vực sông Krông Anna, một người dân đã phát hiện thi thể anh Quyền cách hiện trường vụ việc khoảng 3 km. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể của anh Quyền về nhà khám nghiệm và bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng. Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 11 tháng 1, chiếc thuyền chở 21 người lưu thông trên sông Krông Anna từ xã Hòa Tân đến xã Ea Trun, huyện Krông Bông, không may bị chìm khi chuẩn bị cập bến ở địa phận thôn 2 xã Ea Trun. Do được người dân ứng cứu kịp thời nên 18 người trên thuyền may mắn thoát chết, còn ba nạn nhân xấu số là chị Nguyễn Thị Định và chị Nguyễn Thị Bích ngụ ở Buôn Triết, huyện Lắc và anh Quyền vì không biết bơi nên đã bị nước cuốn trôi. Riêng thi thể của chị Định và chị Bích đã được người dân cùng các lực lượng chức năng tìm vớt ngay sau đó. Hiện nguyên nhân của vụ chìm đò đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 13 tháng 1, chiếc xà lan mang số hiệu CM23922 có tải trọng 499 tấn do thuyền trưởng Hà Trung Tính, sinh năm 1983 điều khiển, chở đầy cát đeo đậu trên kênh Cái Trăng, tỉnh Cà Mau. Do nước chảy xiết nên đã làm đứt dây đeo để xà lan trôi tự do và đụng vào chân cầu Cái Răng. Vụ va chạm làm đổ chân cầu giữa và sập hai nhịp, làm bị thương 4 người, trong đó có 2 người bị thương khá nặng.
Dự kiến vào ngày 14 tháng 1, cần cẩu sẽ được điều động đến để trục vớt hai nhịp cầu lên, kéo chiếc xà lan ra. Sáng ngày 14 tháng 1, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng tại gia đình ông Nguyễn Hữu Phước ở phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của gia đình ông Nguyễn Hữu Phước, người dân sống xung quanh để điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy. Trước đó vào khoảng 4 giờ ngày 14 tháng 1, tại gia đình ông Nguyễn Hữu Phước đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, ước tính ban đầu thiệt hại trên 600 triệu đồng. Toàn bộ bao bì để buôn bán, quần áo của khách hàng cùng 3 chiếc xe máy đều thiêu rụi, một phòng của ngôi nhà bị sập. Rất may cả 6 người trong gia đình ông đều thoát nạn kịp thời nên không thiệt hại về người. Dịp Tết nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán đều trữ nhiều hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng nên nguy cơ cháy nổ sẽ rất cao. Vì vậy người dân cần ý thức để phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ tài sản, tính mạng của mình và cộng đồng. Thưa quý vị, sau 30 năm đổi mới, nước ta đã đạt được rất nhiều thành tựu về xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, chênh lệch giàu nghèo và bất bình đẳng về kinh tế, về cơ hội giữa các nhóm đối tượng lại gia tăng. Cùng với hơn 40 nước, một chiến dịch mang tên Thu hẹp khoảng cách nhằm nâng cao nhận thức về chống bất bình đẳng ở Việt Nam vừa chính thức được Oxfam Việt Nam đưa ra. Chị Nguyễn Thiệu Anh, gia đình khó khăn lại phải chạy thận 10 năm nay, ở trong bệnh viện thời gian dài nên chị thấu hiểu hơn ai hết những bất bình đẳng trong thái độ đối xử giữa người giàu và người nghèo. Người giàu thì được chào đón nhiệt tình, niềm nở và chu đáo hơn. Còn người nghèo thì thấy cảm thấy thờ ơ và không được tiếp xúc những thiết bị y tế hiện đại, rất chi là thiệt thòi. Tại hội thảo công bố báo cáo về bất bình đẳng do tổ chức Oxfam tổ chức vào ngày 12 tháng 1, mọi khía cạnh về bất bình đẳng trong xã hội đã được chia sẻ thẳng thắn. Bất bình đẳng đang diễn ra trong mọi lĩnh vực, từ tiếp cận giáo dục, y tế đến mọi dịch vụ xã hội. Theo kết quả nghiên cứu của Oxfam, mức độ thay đổi khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở Việt Nam là khá lớn và ngày càng lũy tiến. Một người giàu nhất Việt Nam trong một ngày có thể kiếm được số tiền cao hơn số tiền người nghèo nhất Việt Nam kiếm trong cả 10 năm, hay thu nhập trong một năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3,2 triệu người chấm dứt cảnh nghèo cùng cực trên cả nước. Sau khi công bố báo cáo, cùng ngày Oxfam cũng phát động chiến dịch chống bất bình đẳng tại Việt Nam với tên gọi Thu hẹp khoảng cách giai đoạn 2016-2019. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến cộng đồng phương án kiến trúc nhà ga hành khách, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bà Rịa Vũng Tàu bắt đối tượng giả danh cán bộ thanh tra chính phủ xin tổ chức đánh bạc. Chồng 73 tuổi dùng dao đâm chết vợ tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hà Nội, 100% cơ sở bán thuốc được kiểm tra đều bán thuốc không cần đơn.